Quyên chào mừng cả nhà đang đến với kênh Quyên Cuộc Sống Đức. Quyên kính chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đang xem video. Xin chào cả nhà. Xin đóng cửa nhé. Alo. Nè. Mình xin đóng cửa. Dạ. Jetzt ist Mittagspause. Mittagessen, kurz Mittagsschlaf machen und dann geht es um 14 Uhr, machen wir weiter, den Hänger leer machen und die Platten dann. Jetzt haben wir erstmal aufgeräumt, Sperrmüll weggebracht, Garage aufgeräumt. Und dann arbeiten wir nachher weiter. Ja, was du baust? Nee, Garage aufgeräumt und jetzt haben wir Platten. OSB-Platten gekauft und wir wollen die Garage dann verkleiden, die Decke und die Wände verkleiden. Anh sửa lại cái nhà kho, cái chỗ bãi đậu xe bây giờ để anh nằm sửa lại cho chuẩn bị cho mùa đông. Anh với các ông sớm giúp cho YouTube business. Apple mit nước đâu? Mit nước đâu? Ja, bitte schön. Das super von the Deutsche Essen Dutch, ja? Und ich habe gesehen, Lothar kocht ab, die haben schöne Leute, stimmt? Ja. Đây là cái món mà ăn của cái người Đức ở vùng mình á. Thì cái bà sớm mới nấu cho ông chồng ăn á, ông Lothar đó. Thì nấu là dưa leo, mua dưa leo chua, khoai tây với lại họ để thêm cái sườn này là sườn xông khói. Nhưng mà của mình làm là sườn tươi. Nó ở đây là cái món này ăn của người Đức cũng đơn giản lắm. Rồi thêm cái rosemary, nó là cái lá hương thảo lên. Còn quên ăn cơm tấm. Guten Appetit. Danke. Was fragst du in Deutschland? Jung und alt lebt nicht so zusammen unter einem Dach oder in einem Haus oder eine Wohnung. Das ist so, jeder wohnt für sich. Die Rentner in Deutschland sind auch noch selber, sind auch noch rüstig. Können sich alleine versorgen, reisen alleine und ist alles getrennt. Und wenn sie dann nicht mehr so können, dann sind sie dann im Altersheim, im Pflegeheim, wo dann wo sich auch um sie gekümmert wird. In Deutschland ist es schon so, also der Mann und die Frau, beide müssen arbeiten. Früher reichte in Deutschland aus, da hat der Mann normal gearbeitet. Sie konnten zweimal im Jahr im Urlaub fahren, fliegen. Sie haben ein, zwei Autos gehabt, sie konnten sich ein Eigenheim bauen. Aber heute ist alles so teuer geworden. Es müssen beide arbeiten, aber das Geld reicht auch nicht aus. Für Eigenheim reicht es kaum aus, es zu bezahlen. Und Auto muss abbezahlt werden. Strom, Heizung, alles was dazu gekommt, steigt jedes Jahr, wird teurer. Und da hat jeder so mit sich zu tun. Ja. À, tại vì có vài anh chị cô chú hỏi, thấy mình lại thăm mẹ, thấy mẹ già, mẹ 80 rồi. Nếu tính tôi viện người 81 rồi, mẹ bệnh nữa, không có ở chung với mình á. Thì thật ra mẹ không có muốn ở chung, mà ở đây truyền thống là lớn thì tự lập, con tự lập, cha mẹ là chỉ đến thăm thôi. Hiếm khi mà ở chung hai đời, ba đời giống như Việt Nam trong một ngôi nhà. Thì ảnh có nói là trước đây á, thì phần lớn hồi trước á, thì phụ nữ ở nhà giống thời mà còn chưa thống nhất á, chưa có Đông Đức, còn ngay Tây Đức nó chưa có thống nhất á, thì phụ nữ thường ở nhà, còn đàn ông đi làm nhưng mà vẫn có điều kiện đi du lịch hàng năm. Nhưng mà bây giờ thì do là cái kinh tế đó, do đó vợ chồng phải đi làm để mà mấy trang trải đủ, thì do đó lo cho một cái người già ở chung á thì nó lại không phù hợp. Đây mà view onisun lim nha. Ich denke, aber sie will nicht, sie wollen nicht. Die Kinder sind auch laut und die Kinder machen ja auch für uns Stress und hätte sie richtig Stress und sie würde auch ihre Ruhe haben. Người già thì cần yên tĩnh. Với lại mẹ mình có lương hưu đó nên mẹ mình sống ở đó thì có bạn bè. À, ăn thì cũng có đặt người ta làm, ví dụ muốn ăn nấu cũng được, hoặc là ăn tới bữa thì xuống nhà ăn ăn. Còn tới giờ chiều á, tụ tập lại á, đánh cờ. Nhà mình có mấy bàn cờ đó, cả nhà thấy rồi đó. Thì do đó không phải là tụi mình không muốn mẹ về, nhưng mà ở đây họ không có thích ở chung với con cái. Khi mà về già, cái tuổi, độ tuổi nó sinh hoạt giờ giấc nó khác nhau, do đó cũng rất là khó.
Chứ Quyên thì người châu Á, Quyên người Việt nên mình rất là thương mẹ, thương người già. Nhưng mà ông xã mình nói á, như vậy thì tốt cho mẹ hơn, chứ ở chung vậy đó thì mẹ lại cảm thấy phiền đến con cái, tâm lý họ sẽ không có tốt. Đáng cho đi nhé, hạt lê á. Ja, Oma und Opa, die wollen die Kinder nur mal ein paar Stunden haben sehen und dann sind sie froh, dass sie wieder los sind und ihre Ruhe haben. Wow, ich denke. Ich wünsche unsere Kinder leben nicht uns zusammen. Mình hiểu con mình sẽ ở chung nhà với mình hai ba thế hệ, mình có thể lo cho con, nhưng mà không biết tụi nó như nào. Mình nghĩ tụi nó cũng là sinh ra lớn lên đây, nó cũng sẽ không có chịu mà sống chung với gia đình như kiểu mà Việt Nam, thì cái môi trường nó khác nhau á. Ở đây nó nhìn thấy xung quanh bạn bè đều sống riêng tự lập á, nó sẽ không có làm điều đó, đó là rất là khó. Dann musst du Lea so erziehen und Timo. Ich weiß nicht, Kinder entscheiden sich nicht mehr. Na gut. Danke schön. Mình đi đi chơi á, trời ơi bị chết với hai đứa nhỏ. Ăn uống thì ăn mình ăn hai lần ở quán Việt Nam, hai nơi khác nhau. Rồi ông xã mình ăn bánh ngọt, ăn cũng quán này nọ đó thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Ist das Ei für mich hier? Ja, komm du mal. Na, Kann ich na, auch hier vom Teller essen, ne? mình đã làm thịt nè, nó chỉ ăn đoạn súp nên mình phải nấu súp cho anh ăn. Anh thèm súp tay đi du lịch rồi, lâu rồi Quyên không có thời gian nấu súp gì cho anh đó, bây giờ nấu cho món này anh ăn. Thuốc tôi hết bệnh rồi. Có bệnh rồi ha. Tháng 11 mà vẫn còn cải xanh non ăn, chắc Quyên ăn được bánh xèo luôn đó, nó lớn mà sao nó chịu lạnh được á. Mấy em gái là cũng 3 độ 2 độ đi mấy em mà nó vẫn lạnh, nó vẫn sống được. Ist so hart gekocht, das geht gar nicht auf hier, wa? Ja. So hart. Nên tại mình chiên ở trên cả nhà ông, anh nó chín Dankeschön. Ich rồi habe đó, hier schon. nó không biết ngán hết. Hier reicht schon. Danke. Để cho nó đẹp vậy coi, cái gì con ta lấy đi nha. Ông hàng xóm bên đây á, ông tốt bụng lắm, ông giúp cho chồng mình á làm này làm nọ thì tốt, ông tốt thiệt, ông nói ông tốt. Đã không vì Hồ Chí Minh Sài Gòn nha, Ja. aber du machst dann nicht, weil du sagst, du bist ein Süß, nha. Aber das im Süd Việt Nam essen wie das. Genau. Cái thịt nướng ở Sài Gòn ngọt anh không thích, nhưng mà mình nói ở đó người ta ăn là kiểu khẩu vị vậy đó. Hast du mit Honig bestrichen, oder? Bisschen Zucker, bisschen Maggi, bisschen Fischsoße, nur das und Nippler. Wie heißt das Salz für dich? Nur Super. có em nó làm kêu Quyền nấu món Đức cho chị cho em nó xem. Thực tế mình không có biết nấu, mình chỉ nấu món đơn giản thôi. Mình qua nhà hàng xóm mình ăn ké thời ăn đầu á, mình thấy người ta nấu gì cái dòm dòm, cái hỏi người ta cái mua đem về cái mua gia vị nấu thôi, chứ đâu có học gì của ai đâu. Còn ông ăn sớm á, lâu có ông ăn thịt cóc lớp hay gì, ông chiên chiên xong cái ông để bơ lên, chiên xong tắt bếp thì để bơ lên trong ăn với bánh mì hoặc là khoai tây thôi à. Ăn đơn giản lắm.
Ich denke, die Farbe von Rainer Essig Koch schmeckt. Ne? So, ja, ich bin schon satt. Oder was essen wir noch zum Nachtisch heute? Kleine Stückchen. Scheiße, ne? Nicht nur ein Leih angewandt, ne? Ich habe auch nicht mehr, noch nicht mehr ngọt, oder? Mùi bơ, nho. Anh thì anh thích mua ở đây là trong cái tiệm lý đời mà cái hiệu này anh ăn nha. Anh nói là cái truyền thống, đúng là cái truyền thống. Hast du für mich noch ein kleines Papiertüchchen? Papier, was ist das? Nhiều lúc ông hỏi chiêu bập papier mà họ hỏi hỏi là cái gì nữa, nhiều lúc mình ngớ ngẩn á. Dresdner Christstollen ist das aus Dresden, der ist ganz berühmt. Das eine Tradition, ja? Traditionsstollen, ja. Anh chỉ thích ăn cái này thôi, chỗ Dresden, cái chỗ này là cái tại trường đại học lớn, thành phố lớn. Nur ein Stückchen? Ja, nur du, ne? Nicht so viel, ja? Du machst nur das, Tradition am besten. Der Stoll schmeckt am besten, ja. Den esse ich. Nein, cái bánh này là cái khẩu vị hợp dẫn nhất. So, ich stelle für dich hier mit drauf auf den Teller nachher, ne? So. Wie teuer heißt du? Der ganze kostet 8 Euro, das ist 7 oder 8 Euro, das ist ein guter Preis. Cái bánh bự này có khoảng 200 mấy ngàn. So, mir hast du viel Zucker hier. Weg, ja. Zu viel Zucker, den Zucker ein bisschen abmachen, genau. So. Hey, bún mắm quá, bữa nào à? Bữa nào ảnh nấu mắm rơm, cái rau này nấu rau còn ngoài vườn á, cải son cũng còn. Mà giờ nó lạnh lạnh, không biết nó chết không? Hy vọng là rảnh thì nấu một hai tuần nữa, chắc tận cuối tháng 11 luôn quá. Bây giờ anh sửa đó, chắc cũng mấy ngày mới xong. Wie du rechnen, wie wir da fertig im Jahr? Wir haben jetzt bloß die Platten schon gekauft, weil Baumaterial wird immer teurer werden. Die Preise steigen und steigen. Und nói nguyên vật liệu làm mà xây mấy đồ đó thì nó hơi bị nó tăng giá. Deshalb haben wir jetzt schon gekauft und wir warten auf das Garagentor, Tür und Garagentor. Auch so lange vorbestellt, ein Vierteljahr, drei, vier Monate, dann kommt es erst. Gute Bestellung. Wir werden Tischler. Ja, okay. Aber auch eine gute Firma, so, aber die haben so lange Wartezeiten jetzt. Tja. Also warten wir bis wahrscheinlich Januar, Februar. Wenn das neue Tor und die neue Tür drin ist, dann können wir weiterarbeiten. Anh đặt cái cửa của cái gara đó mà tới 4-5 tháng này chưa có nữa. Nãy Quyên mở cửa Quyên thấy rau á, coi cái con ruồi nó bay vô. Tại bữa nay trời nắng á, với mùa thịt nướng nó bắt. Ngon quá. Nãy mình tính làm bì thôi, ăn có nhĩ cơm làm bì cực quá à.
Ist lecker. Ich probiere mal. Ist doch schön. Danke. Okay. Was ist das hier? Nuss? Rosinen. Rosinen? Ja, cool. Rosinen und das sind Gewürze dann auch. Ja, wir sind mit Ngọt thôi, con bơ rồi hạt này nọ rồi nho giống như bánh thập cẩm vậy. Học lắm còn hay à. So, ich sag mal tschüss. Mình xin kết thúc video đây, ông ăn xong rồi buồn ngủ liền vậy. Anh bắt anh phun nước lên shop, anh lên shop, anh lên được không khỏi. Ich mache im Büro noch weiter. Anh làm việc. Nguyên xin ngừng video đây. Nguyên cảm ơn cả nhà theo dõi video. Nếu thích video của Nguyên, nhớ bấm cho Nguyên một nút like và nút đăng ký để đón xem những video tiếp theo của Nguyên nha. Nguyên xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt.